cũng có cái phần Phút thứ năm thôi mà. Đây con đang ở xong lịch nào đây? lượng hoa cô lại cầm một chiếc đó. Con làm bài thi cuối năm của mình đúng không? Xong nữa kém gì? Không muốn hỏi cô cái bài này đúng không? Ôi cô sao ở đây lại không được ghi là ất mà phải mà là không có đáp án gì ở cổ. Where's your address? Where's your address? Đợi cô tí nha. Is at is thường á, tại vì á cô nghĩ thì có at cũng là đúng, nhưng mà cô không biết lý do tại sao. Tại vì nếu như mà á không có at thì người ta sẽ hỏi là what's your address, còn nếu là where thì thường nó phải có at. Câu này đều bị sai như này. Để cô coi nha. Cho cô 5 phút để cô coi thử quê tại sao. Cái này là đề gì á anh em? Để vô em ạ. Rồi, cô hiểu rồi. Nam, câu hỏi là where's your address có nghĩa là địa chỉ của bạn ở đâu? Và cái câu trả lời sẽ là câu trả lời cụ thể là để biết nơi của em sống như thế nào. Cô lấy ví dụ, nếu như mà em sống ở 201 đường Trần Hưng Đạo thì chỉ là X201 Trần Hưng Đạo thôi. Tại vì với lý do là nếu như câu hỏi này nó sẽ thay bằng cái câu hỏi là where do you live? Bạn sống ở đâu? Thì em sẽ trả lời là I live at. Hiểu ý cô không nè? Còn nếu như câu trả lời là what's or where's your address? Thì chỉ là địa chỉ cụ thể không cần từ at. Hiểu ý cô không? Vâng. Hiểu ý cô chưa? Nếu như mà câu Vâng ạ. này nó là where do you live Vâng ạ. thì sẽ là I live at, tôi sống ở. Where's your address, địa chỉ của bạn ở đâu?
Nếu như bây giờ cô hỏi là địa chí của bạn, địa chí của em ở đâu, em trả lời là địa chỉ của em là ở, thì nó bị dư cái chữ ở đúng không? Là cái chữ at đó. Hiểu khúc này chưa? Có cần cô giải thích Rồi. lại không? Ừ. Rồi ạ. Rồi ạ. Okay. Rồi. Ừ. Rồi nhớ cho cô ha, mai mốt gặp quay cho address thì chỉ cần là x x số nhà thôi là được. Rồi, ok. Rồi bây giờ cô sẽ chia sẻ cho anh em một cái doc. Rồi, cái doc này là sao? Hôm nay cô sẽ cho vừa nghe vừa viết xuống. Và để sổ bài bài nghe hôm bữa luôn. Rồi. Vô trong cho cô cái link cô mới gửi nè. Vâng ạ. Con vào rồi ạ. Rồi, bây giờ cô sẽ cho nghe lại. Sau từng câu viết xuống cho cô ha, được không nè? Là sao cô? Con vẫn chưa hiểu lắm. Viết chính tả đó nè. Vâng ạ. Thì bây giờ trong từng câu cô sẽ dừng lại một lần cho em viết cái đó xuống cho Hello. cô để mà cô biết là hôm bữa là em nghe theo keywords hay là em nghe theo từng câu, em hiểu từng câu. Được chưa nào? Vâng ạ. Rồi, đợi cô tí. Là À, biết các là bằng con. từ luôn chứ còn bán từ hẹn. The man who's It look. Part 1. Ủa? Listen and look. There is one example. Rồi chuẩn bị nha. Đúng ạ. I took this photo by the lake last Saturday, Grandma. It look. Cô cho con nghe lại đồ đoạn đấy không cô? I took this photo by the lake last Saturday, Grandma. Rồi câu này đúng là I took this photo by the lake last Saturday, Grandma. Chứ không phải là I took my motorbike. Ok chưa? Con nghĩ làm gì nó sẽ rất lâu á. Cho nên là em nói đi, khỏi viết đi. Nói cho cô nghe sau từng câu là được. Để đỡ mất thời gian. Ok, tiếp ha.
It looks lovely. Do you know any of these people? Nghe được không? Con nghe được bắt đầu là it looks lovely. It looks lovely. Do you know any of these people? Có nghĩa là sao? Do you know any of these people? Có nghĩa là gì? Nhìn rất là đó. Dịch đi, cô nghe. Nó nhìn rất là lovely nghĩa là gì? Nó nhìn rất là dễ thương đáng yêu, kiểu là dễ thương đáng yêu. Đúng rồi. Rồi tiếp nè. Do you know any of these people? Có nghĩa là gì? Rồi bây giờ nghe không được thì cô sẽ làm cách này ha. Cô sẽ cho coi cái script luôn. Cô thấy cái script chưa? Rồi. Rồi bây giờ cô sẽ cho nghe lại bài số 1 ha. Ok chưa nào? Rồi nhìn cho cô cái script này, nhìn đọc ha. Phải nhìn từng chữ rồi cố gắng hiểu luôn, không cần dịch ra word by word trong đầu, đọc và hiểu luôn ha. Rồi thử ha. Part 1. Listen and look. There is one example. I took this photo by the lake last Saturday, Grandma. It looks lovely. Do you know any of these people? Yes, I do. The man who's reading the newspaper is William. He's wearing a nice hat. He is, isn't he? Grandpa knows him, I think. Can you see the line? This is an example. Now you listen and draw lines. Look at that boy. The one with the striped sweater? Yes, that's Richard. His dad teaches me geography. At your school? Yes. I think he's drinking lemonade. He's always thirsty. Rồi. He always thirsty. Vậy ai là William? Ai là Richard? Rồi nhìn như trong cái tờ giấy của Nam mới gửi nào. Nhìn như trong cái tờ giấy Nam làm nè. Ủa sao cô thấy nối cái Richard với một cái nào đó chứ đâu phải là con người đâu. Nè em. Con nói thẳng cô không? Con nói với bạn như cầm bóng của. Ừ nha, tại cô thấy nhiều tác quá. Đang xem cái hình của Nam. Em nói với ai? Cái bạn đang cầm bóng. À là không có nói thẳng đúng không? Nói xíu đúng không? Vâng. Rồi đọc dịch cho cô cái này đi. Thử coi. Tại vì cô thấy là coi là nói sai rồi đó. Hãy nhìn vào cái người. Hãy nhìn vào
cậu trai. Stream sweater là kiểu của cô. Sweater. Strip là gì? Có nghĩa là strip là sọc dọc. Strip là sọc dọc ngang. Mấy cái sọc á. Sọc 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 á. Thế là phải là bạn đang cầm xe nước không? Sweater là cái áo. Cái áo sọc dọc. Không, cái sweater là cái áo nó giống như thế này nè. Cái áo mà cho cái bạn đang cầm cái chai nước á. Đây, cái áo nó như thế này nè. Nó là cái áo, Nam có biết cái áo hoodie không? Cái áo mà có cái mũ đội lên đó. Có. Ờ, thì cái áo mà không có cái mũ đó nhưng mà nó là một cái chất liệu mà nó làm ấm hay như thế nào đó thì nó gọi là sweater. Ờ, rồi. Vậy thì mình phải nói với ai? Là bạn đang cầm nước, chai nước. Ừ, bạn đang cầm chai nước. Ôi dạ, dịch cho cô, đang dịch mà. Hãy nhìn cậu trai kia. Có một kẻ với một cái áo sọc dọc. Vâng, đó là Richard. Bố của anh ấy là giáo viên. Bố anh ấy là người dạy môn. Geography. Là dạy môn địa lý. Uh-huh. Ở trường con sao? Trường con sao? Vâng. Con nghĩ anh ấy đang uống nước chanh. Anh ấy luôn luôn khát nước. Rồi tiếp. Who's that girl on the bike? The one with the short blonde hair? No, not her. The one who's laughing. Oh, that's Sally. She's my best friend. That's nice. Yes, we often do our math homework together. Rồi em nói Sally, yeah, ai ha. Rồi nói Sally cũng sai luôn. Biết tại sao sai không? Rồi, nhìn cho cô cái keywords của cái câu này ha. Đầu tiên là who's that girl on the bike? Girl on the bike. Thì mình chỉ có hai người trong cái tấm hình đó thôi. Đúng nào? Là dạ, mặt bạn đang buồn. À, một mặt bạn đang buồn, còn một mặt bạn cười. Thì ở đây người ta hỏi là người ta mới nói là the one who's laughing. Cái người mà đang cười á. Thì cái này mình phải nói với với bạn đang buồn không? Với bạn gì? Bạn đang buồn ạ. Tại sao? Thấy chắc là để ý ngắn rồi. Cái gì? Con thấy ở kia đọc, con đọc là short blonde hair. Short blonde hair là gì? Là cái tóc ngắn á. Ờ, nhưng mà ở dưới nó trả lời là gì? No, not her. No, not her, the one who's laughing. Rồi cô dịch ha. Who's that girl on the bike? Ai? Cái cô gái trên xe đó là ai đó? Thôi xong rồi cái bạn này mới hỏi là có phải là cái bạn mà tóc ngắn màu tóc ngắn vàng không? Blonde màu vàng ha.
tóc ngắn vàng không? Xong rồi bà mới trả lời là no, not her. Không, không có phải cô ấy. The one who's laughing. Cái người mà đang cười á. Cái người mà đang cười trên cái chiếc xe đạp thì chỉ có một người thôi đúng không? Đúng. Rồi, oh, that's Sally. She's my best friend. Vậy thì mình sẽ nối Sally vào trong cái bạn đang ấy. Thì bây giờ cô sẽ nói luôn ha. Rồi, đầu tiên là chúng ta có mấy bạn từ bên trên đấy. Rồi, chúng ta có ai đây? Cái bạn từ từ, cái bạn Richard thì trước ha. Thì là áo kẻ đỏ. Đúng, Richard. Nhưng mà ở đây chả thấy màu gì luôn. Rồi, thứ hai. Để cô nói màu vàng đi, cho dễ nhìn. Dễ nhìn hơn, không? Màu đen đi. Rồi. Cô nói với bạn này, còn bạn Sally là cái bạn đang cười nè. Ok chưa? Rồi, nghe tiếp ha. Rồi, cái phần này nó bị nhảy lên trên. Rồi, nghe tiếp nè. Do you know my cousin David? Is he in the photo too? Yes. Look at his red belt. Oh, I see. Is that his toy helicopter? Yes, it's new. It's excellent. He loves it. Rồi. Bây giờ mình sẽ kiếm tới bạn David. David ha. David thì em nói vào trong cái bạn. Bạn này là sai rồi. Rồi, tại sao sai? Bây giờ cô sẽ phân tích tại sao em nói sai ha. Đầu tiên, looks at his red belt thì đúng là cái hình của em là nó không có màu, đúng không? Cho nên chúng ta sẽ bỏ qua cái chi tiết này ha. Look at his red belt. Rồi, cái chi tiết thứ hai mà người ta làm là oh, I see. Is that his toy helicopter? Yes, it's new. Có nghĩa là sao? Mình phải tìm một cái bạn đang chơi. Đang chơi cái gì? Đang chơi helicopter. Thì đây, duy nhất một người đang chơi helicopter đây. Có thấy không nào? Nhưng mà trong cái tranh thì cô cũng chẳng có cái chuông à. Rồi, tại vì trong hình này có màu đây. His red belt. Red belt có nghĩa là gì nè? Ô, cái tầng đấy màu lâu cơ. Phải thắt lưng. Red belt là cái màu đỏ thắt lưng ha. Nhưng mà trong đó người ta nói hai chi tiết mà. Một cái chi tiết là có màu, một cái chi tiết là nói là anh ấy đang chơi cái helicopter thôi. Đây, mình nói David vào là bạn này. David. Rồi, ok chưa? Tiếp ha. Để cô bưng cái này lên đây luôn đi. Do you know the woman who's giving bread to the swans? No, but I know the other woman behind her. Oh, do you? What's her name? It's Sarah. She's got a puppy with her. Look. She works at mom's office. Rồi. Để cô coi cái này em nói với ai nha. Cái này mình có Sarah. Em nói với... Sarah cũng nói sai luôn. Sarah mà đi nói với Sally. Rồi. Dịch cho cô cái bài này đi nè. Sarah nói Sally á cô.
Dịch nào? Là nó có là bạn đã thấy một người phụ nữ đã cầm cái bánh, đang đưa cái bánh mì cho lúc cho Swan là con hồng hồng hạt. Swan là con thiên nghe. Con thiên nga. Phải không? Không. Nhưng tôi thấy một người phụ nữ ở bên cạnh cô ấy. Behind. Behind nghĩa là gì? Là đằng sau cô ấy ạ. Ừ, đằng sau cô ấy, đằng sau. Đằng sau cô ấy. Có phải bạn, không? Do you ở đây có nghĩa là thường nha. Rồi, con hỏi giải thích cái do you ở đây nha. Là ví dụ là I know the other woman behind her, có nghĩa là tôi biết cái bạn, cái người con gái đằng, cái người phụ nữ đằng sau cô ấy. Thì do you có nghĩa là do you really know, bạn có thật sự biết không á. Nhưng mà tại vì trong cái văn nói thường ngày của người nước ngoài thì do you, bạn có biết không, hiểu ý cô không? Nó sẽ là do you know á, tại vì ở trên đây là I know nè. Thì ở đây cái mục đích mà hỏi là do you có nghĩa là xác nhận lại thêm một lần nữa là bạn có thật sự biết không á. Hiểu ý cô không? Nó sẽ là do you có nghĩa là bạn có thật sự biết không vậy? Rồi tiếp đi. Bạn có thật sự biết không? Cô ấy tên là gì? Cô ấy tên là Sarah. Cô ấy có một con chó, có một con chó nhỏ. Cái con with her. Cùng cô ấy, nhìn, hãy nhìn, cô ấy đang làm ở cái văn phòng của mẹ. Ừ, rồi. Để mình lướt lên đây mình tìm Sarah ha. Rồi. Là ai? Sarah con nổi với Sally, Sally con nổi với Sarah. Ừ. Bây giờ là mình tìm Sarah này đúng không? Là Sarah là người có con chó nè. Thì mình nói lại thôi. Đây là Sarah. Hiểu chưa? Rồi, tiếp ha. Can you see the boy who's waving his arms? Oh, yes. He looks very angry. Yes, he does. That's Harry. The other boy's taken his volleyball away. Oh, dear. It's okay. They're brothers. Rồi, dịch cho cô đi. Em, nghe cô nói không? Có. Dịch đi nào. Bạn có thể nhìn thấy, cậu con trai đó, cậu con trai waving là gì hả cô? Đang lắc, wave có nghĩa là như thế này nè, cái hành động như thế này là hành động wave. Bạn có thấy cậu con trai đang lắc cái tay của anh ấy không? Vâng, anh ấy đang tức giận. Không, he looks very angry có nghĩa là cậu ấy nhìn có vẻ là tức giận. Tại vì đâu có thấy được
lúc đó đâu, mình chỉ nhìn qua bức tranh thôi. Thì thường những cái mà ví dụ như cô đang thấy em đang tức giận thì cô sẽ kêu oh you are angry, đúng không? Nhưng mà cô chưa chắc chắn là cái sự cái cô đang nhìn là em đang tức giận, cho nên là cô sẽ nói là oh you look angry, có nghĩa là em đang nhìn tức giận. Nhưng hiểu cái việc mà sử dụng cái từ look ở đây không? Nó là kiểu mình không biết là liệu có đang tức giận thiệt không, mình chỉ nhìn nó có vẻ là như vậy thôi. Tiếp đi nè. Dịch tiếp đi, dịch tiếp đi. Vâng, anh ấy là Sarah. Hả? À không, nhầm. Vâng, đó là Harry. The older boy taking his volleyball away. The other đó là một bạn, một cậu, một con, một đứa con trai khác, một bạn con trai khác đã lấy. Taken là lấy. Take là lấy từ một cái gì đó. Take something away có nghĩa là lấy cái gì đó. Rồi nhớ cho cô đi. Đang là cái bóng chuyền của anh ấy. Em hỏi từ từ để cô nốt cái này vô cho em. Đây. Take something away. Nghe là lấy một cái gì đó đi. Ok chưa? Lấy một cái gì đó đi. Nói chung là lấy cái quả bóng chuyền của anh ấy. Oh dear, it's okay, they are brothers. Rồi. Ai là Harry? Ai là Harry? Tập trung nào. Harry là cái bạn con trai, quần màu vàng, áo màu xanh biển, đang cầm quả bóng ạ. Sai. Cái tay đang cử động thì chỉ có là bạn áo vàng. Đúng không nào? Còn cái bạn con trai này là người ta chỉ mention là their brothers, có nghĩa là cái người mà lấy cái quả bóng này là anh em của cái bạn áo vàng này thôi, cho nên đừng có lo, không có sao hết, hiểu không nào? Rồi, nghe yếu quá nha. Tiếp nào, bài đó là xong part 1. Thì chúng ta sẽ nghe tới part 2. Part 2 ha. Rồi, có nghĩa là part 1 là Nam không đúng một câu nào luôn. Nam không đúng một câu nào luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghe tới part 2 ha. They can make new friends too. The Swans? The other boy's taking his volleyball. Listen, girl. That is the end of part 1. Part 2. Listen and look. There is one example. Now listen, boys and girls. I want to tell you about an interesting club here at school. What is the club? It's called the Space Club. It's at 6:30 on Tuesday evenings. Oh, I think I'd like to come to that. Can you see the answer? Now you listen and write. What do people do at this club? Well, they can learn about the stars. Rồi, câu đầu tiên. Thì ở trong cái tờ giấy của Nam nè, children learn about, nhưng mà Nam ghi là the space. Nhưng mà nhìn vào trong cái script nè, nó là gì nữa? They can learn about là gì? The star. The star đúng không nào?
Vậy thì câu này sẽ sửa lại thành the the star. Ở mặt này chúng ta là cả bốn câu đầu, có ba câu đều ghi là space. Mỗi câu mỗi khác chứ. Để lưu ý cho cô thường những cái từ ở trong những cái bài này nó sẽ không lặp đi lặp lại. Không nghe con cứ thầy con cứ rằng nó lặp lại cơ. À, nhưng mà lưu ý cho cô ha, không bao giờ những cái từ ở trong một cái bài điền dấu gì nó sẽ lặp lại hết. Ok chưa? Rồi, nghe tiếp ha. And they can make new friends too. Oh, that sounds great. And sometimes they go out when it's dark. They look at the moon when there are no clouds in the sky. Rồi, lưu ý cho cô rồi. Sometimes they look at the... Ở trong bài của Nam lại là the space. Nhưng mà nhìn lại đây cho cô nè. They look at sometimes they go out. Sometimes they go out. They look at the moon. Vậy câu số 2 sẽ là... The moon. Câu số 2 sẽ là the moon ha. Rồi tiếp nè. Do people have to bring anything to the club meetings? Pens and paper? No, but it's a good idea to bring a torch. Có thấy không? Có thấy câu trả lời đây là gì không? Ở trong đây Nam ghi là children should bring a DVD đúng không? DVD, nhưng mà khúc này đã có nhắc tới DVD chưa? DVD. Rồi. Vậy là it's a good idea to bring a torch. Có biết a torch là gì không? Không. Torch là một ngọn đèn đuốc ha. Đèn đuốc. Đèn pin. Torch. Đèn đuốc, đèn pin. Thường người ta sẽ dùng là flashlight. Nhưng mà đèn pin ở đây người ta sẽ dùng là a torch ha. Có nghĩa là nó có hai nghĩa luôn. Vừa là một cái đèn đuốc. Đèn đuốc có nghĩa là đèn đốt bằng lửa. Còn đèn pin là đèn dùng pin bình thường như mình dùng thôi. Thì nó có hai nghĩa luôn. Rồi, tiếp nha. It can be dark outside and they must be careful when they go out. And what happens if it's a cloudy night and you can't see anything? Do the children watch TV programs? No, Michael. But the club has some very interesting DVDs. So we watch those on nights like that. Rồi, ở đây thì nó sẽ là if it's cloudy, children watch. Đầu tiên là chúng ta phải tìm cloudy, đúng không? Cái từ keywords ở đây là if it's cloudy night. Nè ha. Sau bạn này mới hỏi là do children watch TV programs? Nhưng mà không ha. The club has some very interesting DVDs, so we can watch those on night like that. Có nghĩa ở đây sẽ điền điền cái gì nào? Đây sẽ điền gì? DVDs. DVDs ha, DVDs. Rồi. Tiếp câu cuối nè. That. And a friend of mine from the university sometimes comes to talk about space in the future. His name's Mr. Bailey. How'd you spell his surname? B-A-I-L-E-Y. He's very famous. He's written... Sai chữ B ha, nhưng mà vẫn không đúng, sai vậy là sai hết cái từ rồi. Thường ví dụ chữ P, P thì em sẽ thấy cái âm bật nó P, chứ phải là B. Rồi ha, bài 2 cũng không đúng câu nào cả. Rồi tiếp bây giờ chúng ta sẽ qua tới bài số
3. Rồi cô cho nghỉ 5 phút đó. Đúng 5 phút rồi quay lại nha. Ôi cô học tiếp đi cô. Rồi, ok. Tiếp nha. Bây giờ sẽ nghe qua tới bài số 3. Bài số 3 thì mình sẽ có nhiều cái ô để đánh ha.
Rồi. Trước hết là bài số 1, số 2 là chu là sao ta? Là chu có đúng câu nào? Tiếp nha. Bài số 3. On the mountain? Well, yeah. Interesting DVDs. Interesting DVDs. So we watch those on nights like that. Oh, good. I'll enjoy that. And a friend of mine from the university sometimes comes to talk about space in the future. His name's Mr. Bailey. How do you spell his surname? B-A-I. L-E-Y. He's very famous. He's written lots of books. That is the end of part two. Part three. Listen and look. There is one example. Where did Uncle Robert get each of these things? You've got some lovely things in this room, Uncle Robert. Where did you get that painting? The one of the mountain? Well, in my job, I have to go to lots of different places. I found it in a market that I visited last year. It wasn't expensive. I was quite surprised. It's so beautiful. Can you see the letter E? Now you listen and write a letter in each box. Those gloves look very warm, Uncle Robert. Who gave you those? I can't remember, but I got them when I had to visit a factory. Someone gave them to me when I left. I don't wear them because they're too small. Can I have them? Sure. Rồi đầu tiên là cái từ vựng là gloves, là đôi găng tay. Rồi nhìn vào cho cô cái hình làm bài gloves. Rồi, người ta nói câu gì nữa? I got them when I had to visit a factory. Tao dịch ra cho cô câu này coi. Lấy coi là tôi không thể remember là gì ạ cô? Remember là nhớ. Tôi không thể nhớ, nhưng tôi có chúng. Tôi đã có một chuyến đi thăm Factory nghĩa nhà máy ha. Thì nhìn vào trong hình nhà máy sẽ là đi đúng không nào? Rồi vậy là Nam làm đúng rồi ha. Đi gloves đi tiếp ha. And wow, that fan looks like a rainbow. When did you buy that? When I was working in a castle, the building was 600 years old. You could buy all kinds of things there. I might give it to your grandmother. Thôi nhìn vô trong cái này, để cho cô cái từ. When I was working in a castle. Rồi, a castle là gì nào? Là lâu đài ạ. À, rồi, vậy nhìn vào một cái lâu đài thì là hình số. Hình nào? Lâu đài H đúng không nào? H. Vậy là cái fan này sẽ là H. Coi Nam làm là Nam làm cái gì nào? Nam lại là chi ha. Sai rồi ha. Phải là H. Rồi từ từ để cô sửa lại. Number one nè.
Chocolate là đi, gloves là đi ha. Đi, V. Rồi, fan là H. Rồi, tiếp. Nghe tiếp ha. What's your favorite thing here? Well, I heard some really great music at a theater I traveled to. Later, at the airport, I found a store that sold drums. They were just like the ones a man played in the concert. So you bought them? Yes, I love them. But your aunt says they're too noisy. Rồi, nhìn vô đây cho cô có những từ chúng ta cần phải lưu ý nè. Đầu tiên là great music at the theater. I là nghe được những cái nhạc rất là hay khi mà vào cái nhà hát đó. Rồi, at the airport nè. I found a shop that sold drums. Just like the ones a man played in the concert. Rồi, bạn nhìn vô trong cái hình này, cái drums, mình sẽ nối vào cái gì nào? Drum mình sẽ nối vào cái gì? Drum mình sẽ nối với... Nhìn vô trong cái của em á. Sao lại là si? Rồi, thấy cái cô highlight không? Cô highlight là at the airport. Thì cái hình nào là cái hình airport? Airport là gì cô? Airport là gì hả Nam? Em hỏi cô airport là gì hả? Airport là sân bay. Vậy hình nào là hình airport? B. Ừ. Vậy là drum sẽ là B ha. Rồi tiếp. Is a birthday present for your mother. I had a meeting in a nice town in the middle of a forest last week. There's a little store there full of interesting things. It's made of glass. Be careful with it. Don't worry. Mom loves swans. I'm sure she'll like it. This is a birthday present at a meeting nice town. In a nice town in the middle of the forest last week. Right, tiếp. It make up glass. Và mom loves swans. Rồi, cái câu mom loves swans này nó thể hiện nó là sẽ là một cái con. Cái con thiên nghe đúng không? Rồi nhìn vô trong hình chúng ta sẽ kiếm con thiên nghe. Rồi, chúng ta thấy con thiên nghe rồi. Rồi, nhìn lại trong cái script này. In a little nice town in the forest, in the middle of the forest last week, có nghĩa là ở giữa khu rừng, ở một cái thị trấn ở giữa khu rừng, thì nhìn vô trong những cái hình này chúng ta kiếm lại. Cái nào? Cái nào này em nói con nghe nè. Rồi nhìn vô những cái hình này, cái nhìn cái hình này là một cái restaurant, một cái đồ ăn đúng không nào, một cái cửa hàng đồ ăn, sân bay, concert, một cái buổi biểu diễn, một cái nhà máy factory, một cái chợ, một cái hotel, ở đây là một cái store, với lại ở đây là cái castle. Và trong tất cả hình này thì cái nào là cái mà mình chọn cho câu này?
Em ạ. Không, không phải em. Em là cái hotel mà. Còn nhìn lại trong cái script nè. Cái script người ta nói là gì? In a nice town. Nè, a little store full of interesting things is makes up class. Nhìn lại cho cô cái đống hình mà em vừa mới coi rồi. Cái nào là cái phù hợp hơn? Không phải F. Đúng rồi, G ha. G mới là đáp án chính xác. Rồi sửa vô cho cô đi, cái đó là G. Nãy giờ mình sửa rất là nhiều cái rồi ha. Từ. Cái drums là gì nào? Drums cô, là hả? Cô gửi cho phần chữa rồi không cô? Hả? Thì nó cô gửi cho con cái phần chữa rồi đúng không cô? Phần chữa lại. Sao bây giờ không, không nãy giờ cô sửa sao không làm theo luôn mà cô phải gửi lại? Ý là cô sẽ gửi lại nhưng mà sao nãy giờ cô làm mà không, không sửa theo luôn, đợi cô nhắc mới sửa xong rồi kêu là gửi lại đúng không? Cô sửa thì cứ phải sửa theo cô rồi, tại vì cô vừa dịch cô vừa sửa mà. Ví dụ từ nào chưa biết thì nốt vô luôn là từ nào chưa biết, từ nào biết rồi thì để đó rồi sửa cả đáp án vào. Ok chưa? Bây giờ là sửa, cô sửa tới đâu là sửa theo tới đó nha. Ok. Rồi tiếp câu cuối nè. Câu cuối là đi ạ. Đi mình làm rồi mà. Đi hồi nãy mình đi để là gloves rồi mà, mình còn cái chocolate nè. Why haven't you opened this box of chocolates? Are they a present too? Yes. I was waiting for you to arrive. I had some in my favorite cafe in London. They tasted so good. These are the same. They're for you. I got them from the hotel where I stayed last night. Wow. Thanks. Mày, là cái gì nào? Là hotel. F. 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 Rồi câu này là tại sao mình lại biết hotel này? Nó có cái câu là I got them from my hotel I stayed last night. Ha. Rồi, bây giờ tới phần part 4. That's excellent. You're very clever, Grandma. What is the most interesting thing in the museum? It's a very exciting museum. Which museum? I got them from the hotel where I stayed last night. Wow, thanks. That is the end of part three. Part four. Listen and look. There is one example. What was Grandma's favorite job? You've had many different jobs, haven't you, Grandma? Yes, Jack. I was a secretary for many years, but I didn't like it much. Weren't you a nurse too? That was only for a short time when I was very young. Did you like doing that? Yes, but I think I enjoyed working in the chemists in my village most of all. Can you see the tick? Đó là cái phần người ta làm mẫu ha. Now you listen and tick the box. One.
Which museum is Jack's grandma going to work in? I've got a new job now, Jack, in a museum. I'm going to start today. So where is this museum? Is it the one next to my school? No, not that one. I know. Is it that big one opposite the hospital? No, it's the one in the park. Wow, my class is going to visit that museum next month. Rồi, vậy là... See, đúng rồi ha. Câu này Nam làm đúng rồi nè. See. Rồi, có thắc mắc gì không? Cô thấy Nam làm đúng, câu nào Nam làm đúng rồi thì cô sẽ lướt qua ha. Câu nào sai thì cô sẽ sửa kỹ hơn, được không nào? Dạ. Ok. 2. What does Jack enjoy doing most in museums? I enjoy visiting museums. That's good. Do you like drawing the things that you can see there? Yes. But I like finding out about different things most of all. There's always something interesting to read. I agree. I'd like to pick things up and hold them too. But you can't do that in every museum, can you? No, that's right, Jack. Đó, rồi, câu này, để coi coi Nam làm gì. Rồi, câu này Nam làm sai ha. Có đáp án đúng là B. Rồi, đáp án đúng là B. Rồi, chúng ta nhìn ha. Do you like drawing the things that you can see there? Đúng không? Là number C. Cho nên là Nam mới khoanh vào, đúng không? Rồi, nhưng mà đây. Yes, but I like finding out about different things most of them. There's always something interesting to read. Rồi, dịch cho cô câu này đi nè. Cô làm cái việc mà khó hơn tất cả. Không. But I like finding out about different things. Finding out là tìm kiếm, tìm ra, tìm một cái gì đó. Search for something, you know. Tìm hiểu một cái gì đó. Finding out, tìm hiểu. About different things. Most of all, tôi muốn tìm hiểu về tất cả mọi thứ. Yes, but I like, có nghĩa là có, nhưng mà tôi thích, kiểu thích cái này hơn. There's always something interesting to read, có nghĩa là lúc nào cũng có mấy cái thứ hấp dẫn để mà đọc hết. Rồi, nhìn cho trong ba cái hình. Cái hình nào là cái hình mà nó đọc? Nhìn trong ba cái hình của Nam á, cô không có chiếu lên đâu. Nhìn trong cái sắp giấy của Nam á, hình nào là hình mà đọc? Ừ, ha. Rồi, nhưng mà ở dưới câu cuối nó lại hỏi là I would like to pick things up and hold them too, but you can't do that in every museum, can you? Tôi muốn cầm cái hiện vật đó lên để mà cầm nắm nó nữa, nhưng mà mình chúng ta không thể làm cái việc đó ở tất cả các bảo tàng, có đúng không? Xong rồi bà của Jack mới kêu là ừ đúng rồi. Vậy thì cái câu này nó chỉ nói vậy thôi, chứ mà thật ra thì chúng ta không làm được, cho nên chúng ta không có đánh vô. Câu trả lời đúng vẫn là câu B ha. Có nghĩa là thường những cái mẫu câu này nó sẽ mention, nó sẽ nói hết ba cái đáp án luôn, nhưng mà mình phải để ý hơn trong từng cái câu đó là yes no, kiểu nó nói thôi nhưng mà nó có đồng ý hay không là một chuyện khác ha. Rồi, đáp án câu này sẽ là B ha. Đánh vô đây. Number 1 là C. Number 2 là B. Rồi tiếp number 3 nè. What is the most interesting thing in the museum? It's a very exciting museum. You can learn a lot about history there. Are there any dinosaurs? No. The most interesting thing in the museum is a boat that sailed all around the world 400 years ago. Wow. What else? Well, there are a lot of old gold and silver things. Some of them
are 1,000 years old. Rồi, câu này cô cũng thấy Nam làm đúng rồi ha. Đáp án là B. Tiếp ha. Con cứ tưởng là ơi. Hả? Cái lúc đầu mà chưa làm bài con đoán là B. À, lúc đầu đoán là ơi là khủng long. À, ok. What is Jack's grandma going to do in the museum? But what are you going to do there? Are you going to work in the shop there? No. I wanted to sell food to people who are visiting. That's a nice job. Yes, but they asked me to do something different. I'm going to show children who visit the museum interesting things and explain the history to them. That's excellent. You're very clever, Grandma. Rồi, câu này sau khi nghe vẫn là A, cũng là Nam làm đúng rồi ha. Câu 4A. Rồi, câu cuối nè. Cô chiếu cái script này lên để mà dễ nhìn theo ha. 5. How will Jack's grandma get to work? Are you going to take the bus to the museum every day? No, it's sometimes too slow. What about a taxi? That's very quick. Yes, but it's too expensive. So what will you do? I'll take the train. That's the best way to get there. Rồi. Now listen to part 4. Vậy đáp án sẽ là C ha, nhưng mà Nam làm là A. Rồi, lý do tại sao không phải là A nè, cô dịch ha. Are you going to take the bus to the museum every day? The bus, đầu tiên người ta nói là bus là xe buýt. No, it's sometimes too slow. Là không rồi ha. What about taxi? That's very quick. Taxi là cái câu mà Nam chọn. Yes, but it's too expensive. Tức là có nhưng mà, well, nó vẫn mắc quá. So what will you do? Bạn làm gì? Bây giờ bà làm gì đó? Bây giờ bà sẽ làm gì với cái điều này? I would take the train. That's the best way to get there. Có nghĩa là sẽ là train. Train là cái lựa chọn tốt nhất để bà đến với bảo tàng. Vậy là sẽ là... là gì nào? Là train ạ. Train là hình số mấy? Này thứ ba. Number là hình C ha, number 3 này. Rồi, có điều gì không hiểu ở đây không? Không. Rồi, tiếp tới bài cuối ha. Bài cuối là nghe và đánh hình. Đánh màu đồ. Ok. Nghe tiếp ha. What does Jack enjoy? Well, lots of. Make it pink. An example. That is the end of part 4. Part 5. Listen and look at the picture. There is one example. I went to a city like this on vacation last year. There were lots of high buildings next to the river there, too. Oh, well, would you like to color some of this picture? Sure. There's a man on a seat. Can I color his newspaper? All right. Make it pink. Fine. Can you see the pink newspaper? This is an example. Now you listen and color and write. 1. What else would you like me to color? How about a suitcase? You could color one of those. Which one? The one on the ground by the entrance to the building?
Yes, please. Okay. How about making that blue? Good idea. Use that color. Rồi người ta kêu color cái gì? Người ta kêu color cái suitcase. Mà Nam đi color cái cửa luôn. Suitcase là gì Nam? Suitcase là gì? Lâu Nam có nghe cô nói không? Sao nó đứng rồi? Rồi Nam có nghe cô nói không? Không có. Suitcase là gì? Suitcase là valley ha. Cô gửi vào trong cái chat box rồi. Suitcase. Valley. Rồi. Người ta nói nè. Valley đúng không? Which one? Là có nhiều cái valley. Cho nên người ta hỏi là cái nào? The one underground by the entrance to the building. Rồi đi. Cô chưa gửi à cô? Hả? Cô chưa gửi à cô? Cô gửi rồi mà. Nhưng mà cô gửi. Con một bị thoát ra vào lại con xong rồi có hai bạn luôn. Mới con rồi mới thấy. Con có thấy. Kệ đi. Rồi. Vậy thì người ta kêu là cái suitcase by the entrance to the building. Rồi nhìn kỹ cho cô nè. Cái suitcase by the entrance. By the entrance có nghĩa là vào cái đường đi. To the building. Có nghĩa là vào cái đường đi đến cái... đến vậy là cái này mới đúng không nào? Đúng ạ, có được cái anh đang đi. Rồi nhớ nha, suitcase là cái gì? Là cái vali ạ. Ừ, suitcase là cái vali. Rồi. Tiếp, number 2 ha. Đừng, nó đang dừng để em tô. I'd like you to write something here too, please. Okay. I hope it's not a long word. Don't worry. Write a name on the front of the boat for me. Okay. What do you want me to call it? Sunny, like the weather. That's an excellent name. Okay. Rồi, có nghĩa là chúng ta phải... Chúng ta nhìn nè. Write a name in front, on the front of the boat for me. Có nghĩa là đằng trước cái thuyền ha. What do you want me to call it? Sunny. À, rồi, mà cô không thấy. Cô không thấy cái này từ Nam nha, là có nghĩa là mình thiếu. Rồi, right in front of the boat, có nghĩa là viết ở đây nè. Viết cái chữ xanh này ở đây nè. Thấy không nè? Xanh này. Xanh lé đi. Đó. Đáng lẽ là phải viết sunny ở đây nè. Đúng không nào? Rồi, tiếp ha. Three. Can I do some more coloring?
I'm quite good at that. Of course. The boy who's looking over the bridge has got a backpack on his back. Yes. Do you want me to color that, then? Only its pocket. Nothing else. Make it orange. I love that color. So do I. All right. I can do that. Nếu mà chúng ta nhìn nó thì chúng ta sẽ thấy được là đầu tiên the boy who look over the bridge has got a backpack on his back. It's pocket, nothing else, make it orange. Rồi, nhìn như trong cái hình nè. The boy who's looking over the bridge, có nghĩa là đang nhìn qua cái cầu, has got a backpack on his back. Đây, người này, thấy chưa? Rồi, mình phải tô cái màu của người này là màu cam, nhưng mà only his pocket, có nghĩa là cái pocket là cái túi rồi. Cho nên chúng ta sẽ tô cái màu này là màu cam thôi. Cái túi này là... Vậy là sai. Người ta kêu là cái gì? Cái pocket thôi, cái túi thôi, chứ không phải là cả cái này nha. Rồi, tiếp nè. Ôi cô, con thấy là sao ở chỗ cái màu này của cô, nó còn cái người cầm báo người có luôn màu hồng mà con người cầm báo chả có màu hồng của. Tại vì em in trắng đen. Đúng không? Cô có thể in màu được gì ạ cô? Thường thì in màu phải đi ra tiệm in, chứ máy in ở nhà thường không có máy in màu đâu. Nhưng mà cô thấy cũng không cần thiết á. Tại vì hôm bữa lúc mà cô cho Nam nghe thì cô cũng vừa chiếu cái bảng có màu ở trên cái màn hình của cô. Cô vừa kêu Nam in ra mà. Cho nên ví dụ như mà Nam cảm thấy là Nam muốn coi màu thì cô chiếu lên cho Nam coi rồi làm trong giấy thôi. Không, tại vì thường in màu nó sẽ mắc hơn in này gấp 2 đến 3 lần lận. Ví dụ một tờ giấy này Nam in không có màu là khoảng 500 đến 1.000 đồng. 500 đồng tới 1.000 đồng. Nhưng mà nếu mà Nam in màu thì nó sẽ lên tới 3.000 đến 4.000. Mà nó không cần thiết ấy, nên là không cần đâu. Rồi, tiếp ha. Hello. I'd like you to write something else now. We need a name for the hotel, too. Okay, that's a good idea. Well, there's a board above its double doors. Can you see it? It's got plants on it. Write it there. All right. We'll call it Star Hotel. Lots of famous people stay there. Okay, that sounds good. I'll write that now. Thank you. Rồi, cô nhìn vô hình của Nam thì cô không thấy ha. Đó, người ta nói là gì? I would like you to write something else now. Tôi muốn bạn là viết một cái gì đó. Rồi, we need a name for the hotel, có nghĩa là một cái tên cho cái khách sạn. Và cái bảng nó ở trên cái cửa này. Chúng ta sẽ write chữ Star Hotel. Nhưng mà cô đâu có thấy Nam ghi đâu. Vậy ở đây chúng ta sẽ ghi cái chữ Star Hotel. Ở đây ha. Star Hotel. Rồi, tiếp nào. Cuối. Cô để con tìm. Ừ.
Thôi tiếp đi cô. Rồi, mở cam lên. Five. And perhaps you should color one of the flags before we finish. The one at the back of the boat? I don't think so. Color the one in the park by the path, please. What color? You've got a yellow pencil, I think. Use that one. Okay, there. I finished. Great. Rồi. Còn một cái hình nữa, cái hình màu vàng. Rồi bây giờ người ta nói mình gì nè? And perhaps you should color one of the flags. Có nghĩa là tô màu một trong những cái lá cờ before we finish. Color the one in the park by the path. Có nghĩa là tô màu cái ở trong cái công viên, ở trên cái đường đi, màu vàng. You got a yellow pencil. Vậy thì chúng ta nhìn vô trong cái hình này. Cái nào là trên con đường màu vàng? Có phải là cái này không? Đúng không nào? Nhưng mà cô không thấy nam tô ha. Đó, là cái này mới đúng nè. Ok chưa? Mở mic lên nè. Vâng ạ. Vậy thì bài này Lam không làm đúng à. Là nãy giờ chỉ có cái bài này là làm ok nhất thôi. Cái bài number, cái bài part 4 là làm đúng. Còn cái bài part 5 thì không. Rồi hôm bữa cô có giao bài tập về nhà là làm phần reading đúng không nào? Yeah. Rồi bây giờ tối nay check lại cái phần reading thêm một lần nữa. Rồi sau đó gửi cô check kỹ lại nha. Gửi cô phần reading và phần writing luôn. Chụp lại gửi giống như ngày hôm nay. Nhưng mà trong tối ngày hôm nay. Không phải làm writing, reading còn chưa làm. Vậy là làm reading luôn nha. Ngày mai cô sửa writing và reading. Ok. Ôi chưa? Cô nhưng mà cô lướt lên đi cô. Có phần này cô không hiểu là cái gì. Cô bắt bốn của cái phần của phần writing ấy cô. Đây là cô không hiểu là cái gì luôn. Rồi đọc đề. Read the text. Là phải lấy mấy từ đấy. Đúng rồi. Read the text, choose the right words and write them on the lines. Đúng không? Người ta cho mình rất là nhiều từ, nhưng mà người ta thường cho ba từ như thế này và mình sẽ chọn một trong ba từ. Cô lấy ví dụ ở đây người ta cho many, much and any. Rồi người ta chỉ cho ba từ đó thôi, nhưng mà mình phải chọn ba từ đó, từ nào phù hợp nhất để mình đưa lên. Rồi ví dụ câu đầu tiên người ta cho mình each, other and all, thấy không nào? Wow. Nhưng mà mình buộc mình phải chọn một trong ba từ để lên câu số một nữa, chứ không phải là mình bưng cả ba từ hay là như thế nào lên hết. Mình phải chọn từ phù hợp với cái câu đó nhất, dạng từ đó nhất. Hiểu chưa? Đúng ạ. Thắc mắc bài nào nữa không? Thì nói luôn, ngày mai cô chị sửa ngồi đó nha. Ngày mai là có reading với writing cho cô luôn. Rồi để ngày mai xong hết thì cô sẽ gửi đáp án của phần 3-4 phần luôn ha. Reading, writing luôn. Rồi, any questions? No. Okay, goodbye class. Goodbye teacher. Cô biết bạn đang ở đây làm không? Tay phải. Okay, see you tomorrow. Goodbye teacher.